cứu vãn, ráng cũng chẳng nghĩ ra thêm cách quay về với nhau để làm gì, chỉ khiến lòng tin lại thêm rạch. Hận em nó thật là đã từng, nhưng nay tự nhủ không nên trách, vì cứ tưởng cả đời không thể quên, nào ngờ bây giờ anh quên sạch. Trong danh sách kế hoạch cuộc đời anh vốn dĩ em đã từng đứng đầu ở trong đó, nhưng khi cặp sừng trên đầu đã quá dài để quyết tâm bỏ với anh cũng không khó. Chốt đường ai nó đi không bằng cái, càng cố và chữa chỉ càng sai. Đã có thì đừng làm giá này, đi tìm thì khác mà làm lại. Yêu ai cũng có nhiều kế, riêng em thích nhất là cái thừa tài sản. Đã quen hai tay nắm hai chàng, việc gì bằng một đứa mắt rất hay hàng. Một khi đã yêu đến cấm đầu, anh luôn xem đó như vô vật trời ban. Nhưng đã không đáng muốn ra đi không cản, kết thúc nhanh gọn lẹ cho đỡ mất thời gian. Tình yêu toxic thì nên dừng ngang, nhà ai nấy ở cái chuyện được sang. Cất dụng cái câu bản thân từng oan, đã nhân tâm đức làm ơn đừng than. Nếu ai đó hỏi về điều tốt nhất em đã từng làm, anh xin trả lời nhanh. Nhưng danh cha và con và thánh thần đó là khi em bấm nút biến khỏi đời anh.